chào mừng tất cả bạn đã chuẩn bị đến với cặp trận đấu playoff. Tôi đánh giá rằng đổi tốc tiến giữa Ikna cùng với Lai thì đó là pha đổi tốc tiến rồi. Để Energy Ikna, có thể Ikna đang bị tiếp cận. Và đây là pháo động trường cánh, đây là bung ra, đó là súng thiên lý. Phải nằm mất quá nhiều máu, tốc biến là xung quanh hai thành viên trong đối cả video nữa. Ikna sẽ phải nằm phòng ngự và bây giờ họ bị tấn công. Và FBI đã như hai khẩu súng này kết hợp với nhau thì sẽ rất tốt. Đã cầm pháo động trường để tiếp cận người. Đây rồi, tốc biến là xung quanh ngoài vào người của một đối thủ. Đây là đây rồi, nổ qua hai thành viên phía cánh còn lại, một thứ dùng người là nhưng Lai có quá nhiều người đối thủ trợ ép. Nhưng quay vẫn đang tiếp tục giữ được. Ôi, con trách nhảy vào luôn. Con rắc kích kích ca hồ, my god à, what the hell. Và chiêu cuối FBI bị trói lại, xài thanh tẩy, xài thanh tẩy trước mặt quay giờ quay bây giờ đám bám vào thôi, lấy luôn cả dịch chuyển và FBI sẽ phải nằm một hit nữa là đủ để kết thúc ban đầu của Balafox. Balafox hất không được. Genji làm gì đây, họ đang cố gắng di chuyển phía hàng rồng, họ biết đối phương đang ăn rồng rồi, họ để mất không nên họ không cần phải dùng lực, họ có thể phục chào cậu. Tuy nhiên Tung Già đã tìm vào người còn on bị giữ chân lại, cả em cũng là như vậy, là 2-3 có bắt. Nhưng BLG đang đẩy ở đường dưới này. Triển khai tốt thì anh ta vẫn sẽ có cái chiêu cuối đó để sẵn sàng cho pha giao tranh. Nhưng Yagao đang bị giữ chân lại. Ui, con nào không thành công. Pha xử lý quá vội của Genji. Anh ta đang giữ chân đối phương lại. On đã phải tốc biến. Lúc này thì Genji đang muốn lấy tiên cơ ở khu vực hang rồng. Doran nhảy múa né combo. Anh ta không né khỏi đại địa chấn. Nhưng anh ta tự tin đứng lại đánh luôn. Ui. Anh ta thậm chí là bị xoay. Anh ta có đồng hồ ở khoảnh khắc. Putting in internationally specifically over the last year and a half. Lực của một sát thủ, nhưng đây là pha ăn rồng tốc độ chưa đủ nhanh và đây có thể là pha giao tranh mà Jin Dong có được tất cả mọi thứ với cú nổ hoa, nhưng BD vẫn kịp tốc biến đi. 369 thì vẫn đang tỏ ra một cái thế trên cơ về mặt chất tướng cũng như cái sức ép. Ui, vừa mới khen thật ra là muốn ngăn cản nó. Scout lúc này nếu như Scout tiếp tục đứng qua sau tầm mất tóc biến trọng để chẳng vào Vector vẫn bị kẹt lại, nhưng ai hỗ trợ thêm sát thương đó là lệnh sớm âm giữ chân một thời gian khá lâu. Chỗ này tiếp tục bắn hai đang hỗ trợ thì là bắn được, còn phía cánh còn lại thì chúng ta cố gắng đánh với LNG tóc biến lên chúng ta vẫn trong dòng đại để chẳng vào sát thương của một rồng vẫn được khai thác. Guma Yoshiki Dewey đã trúng, Scout đang bị tác động, Scout đang sắp sửa bị hất tung lên ta né kỹ năng hất tung rất hay và đó là sợi xích đã trúng cho Gala có thể farm nhưng làm được hay không. Đang mắc lẻ vào người Keria là xong rồi tung ra và Keria thấp máu, ta lui được trở về. Vẫn còn sống sót với 100 máu trên người, thật sự khủng khiếp trong tình huống vừa rồi. Victory đang chạy để chặn lính, đó chính là Tắc Răng. Anh ta chạy qua bên kia và ném bola băng.